Xin chào tất cả mọi người. Mình xin được giới thiệu với mọi người một vài cái trang web để mà mình có thể tin tưởng, mình gửi gắm để cho mọi người làm từ thiện. Thì thứ nhất là cái trang đó là trang Báo Dân Trí. Báo Dân Trí thì mình có một cái mục nhân ái là mỗi ngày đều có một cái hoàn cảnh để mà mình có thể giúp đỡ. Và mỗi hoàn cảnh như vậy, người ta có bài, có ảnh, có câu chuyện thực tế được xác nhận bởi các cái ủy ban của xã, của tỉnh. Mình cũng yên tâm gửi gắm. Đây có thông tin rất là đầy đủ ở đây. Thứ hai đó là báo Việt Nam Net. Báo Việt Nam Net thì nó lại có một cái mục, đó là cái mục bạn đọc. Mục bạn đọc này thì mỗi ngày cũng có một cái câu chuyện mà một người cần giúp đỡ, một bệnh nhân cần giúp đỡ, cần được sẻ chia để mà cái việc trị bệnh nó được suôn sẻ, nó được diễn ra một cách đầy đủ. Đấy, thông tin nó cũng khá là đầy đủ, bài viết cũng rõ ràng. Và báo thì cũng rất là uy tín. Rồi, thứ ba đó là báo Lao Động. Thì báo Lao Động nó có một cái mục đó là Tấm Lòng Vàng. Mỗi ngày hoặc là khoảng một tuần đó là 3 4 ngày nó có những cái hoàn cảnh cũng éo le, cũng cần giúp đỡ. Thì mọi người có thể lên cái trang web này. Đó, ví dụ như đây có cái câu chuyện cậu bé này cần 20 triệu để mà phẫu thuật cắt lách mà không có, chỉ cần báo đăng lên và kêu gọi thì đã có người nhà hảo tâm người ta tới. Đó. Nhưng mà chữa bệnh xong rồi thì cũng cần được tịnh dưỡng, cần được bồi dưỡng, cần được chăm sóc nè, rất là nhiều. Nên không chỉ có như vậy, nhưng mà cả cộng đồng, mỗi người một chút, mỗi người một chút, mỗi người chỉ cần chuyển 50.000, 60.000, 100.000 thôi mà biết bao nhiêu người trên cái đất nước Việt Nam này. Rõ ràng là cái cậu bé này được nâng đỡ rất là, có một sự nâng đỡ rất là lớn từ cộng đồng. Nên thứ tư đó là một cái trang, đó là trang báo Sài Gòn Giải Phóng. Báo Sài Gòn Giải Phóng này thì nó không có mỗi ngày, mà cái nhịp cầu nhân ái của báo này là khoảng 4 5 ngày, khoảng 4 5 ngày bình quân, khoảng 4 5 ngày hoặc là 8 9 ngày mới có thông tin của một trường hợp cần giúp đỡ. Và đa số cũng là những cái trường hợp đang bệnh tật nhưng mà không có tiền để chữa trị, gặp khó khăn. Mọi người có thể vào đây. Ví dụ như bài viết của bé này ngày hôm nay là đến từ Kiên Giang. Em này bị bệnh. Thông tin cũng cũng tương đối đủ để mọi người có thể chia sẻ theo khả năng của mình. Một cái trang web nữa mà mình xin được chia sẻ với mọi người đó là trang web là Give Asia. Cái địa chỉ của trang web này nó là vietnam.give.asia, có nghĩa là cái trang này là rộng khắp châu Á nhưng mà cái phần này là cái phần của Việt Nam mình. Thì ở đây nó có mình để giao diện là giao diện tiếng Anh nhưng mà mọi người có thể chỉnh nó qua giao diện tiếng Việt. Ở đây mình có cái phần là khi mình kéo xuống á, mình thấy nó có cái phần này. Đây là những cái hoàn cảnh, các bạn nhìn cái hiện trạng của cái những cái hoàn cảnh này á, là chưa có quyên góp đủ tiền. Những trường hợp mà chưa quyên góp đủ tiền thì mình bấm vô một cái hoàn cảnh bất kỳ. Giúp bạn này là phẫu thuật thay van động mạch chủ và người ta đã có cái số tiền người ta dự định là người ta gây quỹ là bao nhiêu và đã được quyên góp được bao nhiêu rồi, và quyên góp này nó sẽ đi đến bệnh viện nào để thực hiện cái ca bệnh này. Thông tin cũng khá là chi tiết và cái trang này nó cũng đa dạng trong cái cách quyên góp tiền. Các bạn có thể dùng cái thẻ
Mastercard hoặc là Visa của mình để chuyển nhanh, hoặc là các bạn có thể chuyển qua tài khoản của công ty cổ phần xã hội Give Asia Việt Nam theo cái số tài khoản này. Đó, nó cũng khá là đa dạng. À, quay lại thì mình có thể thấy là có những cái phía dưới á, nó có những cái mà các bạn nhìn thấy là cái phần quyên góp của họ đã tương đối là đầy đủ rồi nè. À, thì nó có cái tên là Successful Campaigns and Events, nghĩa là những cái chiến dịch đã thành công. Đấy. Đây là một trang rất là, cũng khá là uy tín. À. Và ngoài ra nó còn một cái tờ báo nữa mình cũng muốn giới thiệu với mọi người ở đây, đó là báo Giác Ngộ. Báo Giác Ngộ thì mỗi tuần nó đều có một cái hoàn cảnh. Ở cái mục là mở rộng lòng từ. Nhưng mà báo online thì nó sẽ không có rõ, không có đăng rõ cái này, cái trường hợp cần giúp đỡ này, mà mình nên mua cái báo giấy mỗi tuần một số, nó gửi bưu điện, nó gửi thẳng về nhà của mình luôn á, thì nó sẽ có cái mục của mở rộng lòng từ ở trong tờ báo giấy đó. Các bạn xem mà các bạn coi thông tin mình trong khả năng của mình cũng chia sẻ, san sẻ với cái hoàn cảnh đó. Rồi vậy thôi. Xin cảm ơn mọi người đã xem clip của mình.